Đỗ Quang Vinh, thiếu gia nhà Bảo Hiển chê Ngọc Trinh body xôi xề, mặt quê quê, Vũ Khắc Tiệp đáp trả. Phát ngôn của con trai Bảo Hiển bất ngờ được khơi lại trên mạng xã hội. Thiếu gia Đỗ Quang Vinh thẳng thừng chê show đêm hội chân dài do Vũ Khắc Tiệp sản xuất, chẳng khác gì cái chợ tình, Ngọc Trinh thì có gương mặt quê quê. Trong showbiz Việt, Vũ Khắc Tiệp được ví là ông bầu mát tay khi lăn xê thành công nhiều người đẹp, trong đó phải kể đến Ngọc Trinh, Lê Hà, Kim Chi, Quỳnh Thư. Đặc biệt, chương trình đêm hội chân dài do Vũ Khắc Tiệp sản xuất phải làm nhiều người trầm trồ bởi độ chiều chi. Được biết, đêm hội chân dài không chỉ đơn thuần là trình diễn thời trang mà còn kết hợp âm nhạc ánh sáng vũ đạo hoành tráng như một live show. Nhiều nghệ sĩ như Hồ Ngọc Hà, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng MTP cũng có cơ hội quảng bá sản phẩm hình ảnh thông qua chương trình. Tuy nhiên, đêm hội chân dài cũng nhiều lần vướng tranh cãi vì bị tố phản cảm, nhái lại Victoria's Secret. Còn nhớ năm 2015, thiếu gia Đỗ Quang Vinh, con trai nhà Bảo Hiển công khai chê đêm hội chân dài và dàn gà cưng của Vũ Khắc Tiệp. Cụ thể trên trang Facebook cá nhân, nam doanh nhân ví von show diễn chẳng khác gì chợ tình, khâu tổ chức yếu kém, để khách mời không có nước uống. Chưa dừng lại ở đó, thiếu gia Đỗ Quang Vinh còn thẳng thừng nói các người mẫu khách quốc giống đi chợ mua rau. Đặc biệt, anh rể Đỗ Mỹ Linh trực tiếp réo tên nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Anh cho biết ở ngoài chân dài miền Tây có gương mặt trông quê quê, body kém săn chắc nhưng lại được giao vị trí vedette. Cuối bài review, doanh nhân Đỗ Quang Vinh khẳng định sẽ không bao giờ đi xem lại show đêm hội chân dài nữa. Đỗ Quang Vinh chia sẻ, thật sự đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng xem cái show này. Điểm trừ, show đông như một cái chợ tình, không có nước uống cho khách và không biết đi WC ở đâu. Show có 30 phút vì thời gian còn lại là trao kỷ niệm chương và trao giải King and Queen cho các nghệ sĩ và nhà tài trợ. Các bạn siêu mẫu của Venus thì xả những bước chân như đi chợ mua mớ rau hay đang tung tăng dạo phố. Ôi chắc là mua giải hết. Nói về em Ngọc Trinh thì vỡ mộng, chân em ngắn, người em xùi xè nhão nhão, không săn chắc, mặt em thì quê quê. Thôi không nhắc đến em nữa vì vedette như em thì sập sâu. Điểm cộng, các ca sĩ hát trong chương trình là Hoàng Thùy Linh với Sơn Tùng MTP đều hát rất tốt với sôi động. Bộ sưu tập của hai nhà thiết kế đều ok và quan trọng họ chọn người mẫu catwalk khá ổn, không dùng mẫu Venus. Có nhiều bộ cánh khá đẹp được khách mời trưng diện. Tóm lại, mất công mặt đẹp mà chán quá trời, không buồn chụp hình nữa. Nhận những bình luận không mấy tích cực, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã lên tiếng đáp trả. Cụ thể, anh cho biết bản thân luôn đón nhận những lời khen chê để hoàn thiện. Tuy nhiên, cuối dòng trạng thái, Vũ Khắc Tiệp không quên gạt hiện ngược doanh nhân Đỗ Quang Vinh, không phải là khách mời chính thức của công ty Venus và lấy vé từ một nguồn chưa tin cậy. Luôn tiếp thu mọi ý kiến khen chê từ mọi người, không có gì phải buồn hay suy nghĩ, vì mỗi người một ý thế mới là cuộc sống. Không có gì gọi là hoàn hảo hết, sẽ tiếp nhận và rút kinh nghiệm cho những lần tổ chức sau tốt hơn. Không biết bạn lấy vé mời từ đâu, nhưng tôi hứa nếu có dịp, tôi sẽ trực tiếp mời bạn đến dự một cách chính thống sẽ hay hơn. Đỗ Quang Vinh là một trong những doanh nhân trẻ người Việt Nam. Hiện tại, anh đang là phó tổng giám đốc khối ngân hàng bán lẻ. Không những vậy, anh còn đảm nhiệm vai trò là một giám đốc dự án CRM tại SHB và chủ tịch công ty tài chính SHB Finance. Dù còn khá trẻ nhưng anh lại có những thành công nhất định cho bản thân. Tuy nhiên, Đỗ Quang Vinh cũng đã sở hữu nhiều kinh nghiệm trong ngành. Phải kể đến thạc sĩ chuyên ngành tài chính, 3 năm làm ngân hàng tại nước ngoài và 5 năm làm CEO của TNT Mỹ. Khi nhắc đến profile khủng về thiếu gia Đỗ Quang Vinh, ai cũng phải trầm trồ. Được biết trong thời gian du học ở Singapore, Đỗ Quang Vinh đã chăm chỉ đi làm thêm trong nhà hàng, làm phục vụ bàn với thù lao 60 đô mỗi buổi. Sau khi tốt nghiệp, anh về làm ngân hàng SHB, làm việc ở nhiều bộ phận khác nhau, rồi sang Anh học thạc sĩ. Anh tốt nghiệp chuyên ngành tài chính và quản trị tại University of East Anglia và làm việc trong lĩnh vực thủy sản, bất động sản. Dù trẻ tuổi nhưng Đỗ Quang Vinh đã đảm nhiệm vị trí CEO TNT chi nhánh Mỹ.